chúng ta hãy cùng chào đón bốn bạn thí sinh, bốn màu sắc đại diện cho những năng lượng tích cực đến với cuộc thi ngày hôm nay. Đầu tiên là một chàng trai đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Minh Đăng. Vâng, bạn là một người có trí tưởng tượng rất là tốt, bởi vì ở đây bạn chia sẻ sở trường là có khả năng tưởng tượng ra bản đồ thế giới trong não bộ. Ngoài ra có khả năng chuyển đổi số liệu thành dạng 3D để ghi nhớ. Thường thì những câu hỏi toán logic thì em sẽ hay chuyển những con số thành những cái dạng cột hoặc là dạng bảng để mà có thể dễ dàng tìm ra quy luật giữa chúng hơn và đưa ra được một cái đáp án trong thời gian nhanh nhất. Ngoài ra Minh Đăng cũng có một khả năng nữa, đó là thả thính bằng tiếng Anh và đọc suy nghĩ của người khác. Chắc là em sẽ thử đọc suy nghĩ của chị Khánh Vy ạ. Em cố lên bởi vì Vy vô tri lắm. Vy siêu dễ đoán. Bây đọc. Giờ em sẽ viết một từ bí mật vào giấy. Em sẽ đoán cái suy nghĩ của chị Khánh Vy. Chị có cần phải nghĩ không? Em chưa cần lấy não ra vội đâu. Chị, nãy giờ chị có nhìn thấy em viết gì không? Chị không thấy có gì hết ạ. Chính xác đấy ạ. Chị nghe em nói xong chị có thấy bị cảm. Cảm thấy em đáng yêu. Cảm ơn chị. Ôi, hết hồn, may quá trong đầu mình cũng không nghĩ gì thật. Khả năng của Minh Đăng rất là hay đấy nhá. Cái này là em có thể đưa lên mấy cái chương trình kiểu Got Talent được đấy. Thế bây giờ em thử đọc suy nghĩ của anh Kiệt giúp anh được không? Dạ, nhìn bạn hơi khó đoán. Vậy thì hãy cùng nhau đoán tính cách của anh Kiệt qua những thành tích sau đây. Anh Kiệt là người được huy chương đồng Olympic 30 tháng 4, giải ba học sinh giỏi tỉnh, quán quân Olympia trường. Và bạn có những bí quyết học toán rất hay. Kiệt có thể chia sẻ được không? Với em thì toán là nó là một cái đam mê. Kinh nghiệm học của em thì đối với em nó không quá nhiều. Các bạn có thể học toán vào những lúc mà mình cảm thấy là cái tinh thần mình nó thoải mái và thật sự gọi là nghiêm túc với việc là làm toán thì chúng ta có thể hoàn thành tốt nó thôi ạ. Tức là lúc nào mà mình cảm thấy không thoải mái thì mình không học. Đôi khi là như đó, trong tình huống bắt buộc thì mình phải học thôi. Bao nhiêu năm nay anh vẫn chưa thấy thoải mái. Thế đến với cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, em có chuẩn bị một chiến thuật gì đặc biệt cho bản thân mình không? Dạ, đến với Olympia thì đối với em là một cái ước mơ. Đến đây là tận hưởng hết cái trận đấu ngày hôm nay là tốt quá rồi. Chứ thật sự là em chỉ chuẩn bị về mặt tinh thần thôi, chứ chiến thuật thì coi như là tất cả em bỏ hoài. Vâng, anh Kiệt thì có hai khả năng. Một là hát, hai là thu hút người đối diện bằng nụ cười thân thiện. Bây giờ bạn thử quay sang nhìn Minh Anh, bạn cười thân thiện thu hút thế nào? Thu hút thì em chưa biết, nhưng mà em thấy bạn ấy cười rất là thân thiện. Đấy, thành công đấy. Vâng, bạn Trương Minh Anh đến từ trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng Hà Nội là người được giải nhì khoa học kỹ thuật quốc gia, giải ba học sinh giỏi sinh cấp cụm. Và bạn có cách học sinh gì đặc biệt không ạ? Dạ, em cũng không có cách gì đặc biệt lắm, chỉ là đơn giản là em chỉ học những gì em thích thôi ạ. Và em khá là thích môn sinh thì nó cứ vào đầu em thôi. Giữa việc học sinh và việc bấm chuông cửa nhà hàng xóm rồi chạy mất, cái nào em thích hơn? Thì em cũng có cô giáo sinh của em ngồi đây này, em nghĩ em sẽ chọn môn sinh hơn ạ. Đã bao giờ bạn bấm chuông mà bị bắt chưa? Dạ cũng thỉnh thoảng, lúc đấy thì em cũng thấy làm như bạn anh Kiệt nở một người tự tin. Còn Thùy Dương thì sao ạ? Một cô gái mà chúng tôi rất mong muốn có thể lắng nghe bạn thuyết trình với tốc độ siêu nhanh như độc giáp. Cái việc mà thuyết trình bằng độc giáp thì nó là một điều ngẫu nhiên. Bởi đó là em được nhóm đề cử lên thuyết trình ở lớp. Em thuyết trình xong mọi người mặc như thế này. Mày đang nói kiểu quái vậy. Kiểu như thế. Xong từ đó là em mới nhận ra là em phải có khả năng thuyết trình như độc giáp mà. Không biết là bạn có muốn sau này trở thành rapper hay là MC hay là ca sĩ, một người mà thích hát lúc nửa đêm, có lần khiến bố mẹ mất ngủ vì giọng ca vàng của mình? Em cũng không có là thích vào nghệ thuật, nhưng mà việc mà mình tiếp xúc với cái môn nghệ thuật đó, nó có thể là giải tỏa tâm lý cho mình sau cái mỗi giờ học. Kiểu giống như em đang học nhưng mà em gặp bài khó quá, cái em bung lên em ngồi em hát. Em hát bất chấp nửa đêm, 12 giờ đêm em ngồi em đóng trên phòng em. Đó mỗi đến nỗi mà ba mẹ em từ dưới lên: mày im đi mày, im được chưa, đừng hát nữa. Đến nỗi cái giọng hát nó như thế đó. Biết đâu sau này mình thấy Thùy Dương làm idol cũng nên hả? Và vừa rồi thì chúng ta đã được tìm hiểu về thế mạnh của từng môn sinh, sử, địa hay là tin học, toán của các bạn thí sinh trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ các bạn sẽ được vận dụng những khả năng này của mình để đến với phần thi đầu tiên. Khởi động, 3 lượt thi khởi động. Cũng bình thường. 48. 8, 12 và 16. Quảng Nam. Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hãy cố gắng, các bạn đều đã có điểm.
Bây giờ là phần thi khởi động. Các bạn thí sinh sẽ trải qua 3 lượt thi khởi động với số câu hỏi lần lượt là 8, 12 và 16. Bây giờ là những câu hỏi đầu tiên. Câu đố sau nói về loại quả nào? Tên em không thiếu chẳng thừa tấm lòng vàng ngọt ngon. Minh Đăng. Đu đủ. Chính xác. Thuyết nào dựa vào vị trí và sự di chuyển của các electron để giải thích các hiện tượng điện và các tính chất điện của các vật? Thuyết electron. Chính xác. According to a poem by Hu Qing, how many soldiers are there in a tank? 48. 5. Nguyên tố hóa học nào có số hiệu nguyên tử là 79? Đáp án là vàng ạ. Từ nào còn thiếu trong những câu ca dao sau? Muối 3 năm muối đang còn, gừng 9 tháng gừng hãy còn cay. Minh Anh. Mặn. 10 điểm. Đô thị của một hàm số chẵn nhận trục tọa độ nào làm trục đối xứng? Anh Kiệt. Trục tung ạ. Đúng là như vậy. Người là động vật thuộc lớp nào? Xin mời Thúy Dương. Kiệt lớp thú. Chính xác. Nhà tư tưởng nào hiệu là Ức Trai có vai trò quan trọng trong việc giúp Lê Lợi giành thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Minh Anh. Nguyễn Trãi ạ. Đúng là như vậy. Các thí sinh của chúng ta đã trải qua 8 câu hỏi đầu tiên trong phần thi khởi động và điều rất vui mừng là các bạn đều đã có điểm. Những số điểm đó là 10, 10, 20 và 20. Thúy Dương đang cảm thấy như thế nào với số điểm 20 mình đạt được trong 8 câu hỏi đầu tiên? Dạ, em đang cảm thấy đó cũng bình thường, còn rất nhiều lời sau nên là mình chưa biết. Thế còn Minh Anh thì sao? Em cũng cảm thấy khá là thoải mái ạ. Thoải mái rồi thì chúng ta thi tiếp nhé. Vâng ạ. Vâng, các bạn hãy cố gắng và đến với 12 câu hỏi tiếp theo. Quân cờ vua nào sau đây có thể di chuyển đến mọi vị trí trên bàn cờ? Vua, hậu, xe. Thúy Dương. Dạ hậu. Tất cả. Hai loại ký hiệu được dùng để biểu thị các chữ số và chữ cái trong bảng mã Morse quốc tế là dấu gạch ngang và dấu gì nữa? Thúy Dương. Dạ dấu chấm. Chính xác. Là thiết bị để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong mạch. Minh Đăng. Nguồn điện. 10 điểm. Bạn phải đến tỉnh thành nào để thăm di tích quốc gia lò gốm cổ Hưng Lợi? Minh Anh. Quảng Nam. Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Mendeleev, các nguyên tố có cùng trong nguyên tử được xếp thành một hàng nam. Học nhân ạ. Số lớp electron ạ. Vị tướng nào là người chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống vào những năm 1075-1077? Thúy Dương. Dạ, Lê Thông Kiệt. Đúng là như vậy. Lớp sâu bọ hô hấp bằng hệ thống. Anh Kiệt. Ống khí. Đúng là như vậy. Từ nào còn thiếu trong các câu thơ sau của tác giả Tế Hanh? Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc, sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc. Anh Kiệt. Dạ, quê hương. Miền Nam thì đúng ạ. Đây là dữ kiện về tỉnh nào? Phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum. Minh Anh. Quảng Nam ạ. Đúng rồi. Hai bất đẳng thức được gọi là tương đương nhau khi bất đẳng thức này là của bất đẳng thức kia và ngược lại. Đáp án là hệ quả. What is the smallest odd prime number? Mời Minh Anh. Zero. Three. Họa sĩ nào là tác giả của bức tranh sơn dầu như Thiếu nữ bên hoa sen hay Thiếu nữ và em bé buổi trưa? Thúy Dương. Tôn Ngọc Vân. Chính xác. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã trải qua 12 câu hỏi tiếp theo trong phần thi khởi động và số điểm các bạn đang có lần lượt là 20, 10, 20 và 45. Anh Kiệt đang cảm thấy như thế nào trước khi chúng ta thi tiếp? Dù là hai lượt rồi chưa lòn tốt lắm nhưng mà em sẽ sẵn sàng cho lượt tiếp theo. Vâng, tôi hy vọng rằng ở lượt thi này thì bạn sẽ có thể may mắn hơn ở khoảng bấm chuông, giành lấy những điểm số tốt hơn. Bây giờ hãy cùng đến với lượt thi khởi động thứ 3. Đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ mấy trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32? Minh Đăng. 1. Đúng là như vậy. Hiện nay rất nhiều di sản của Việt Nam đã được công nhận di sản văn hóa thế giới. Việc công nhận đó thuộc thẩm quyền của tổ chức nào của Liên Hợp Quốc? Anh Kiệt. UNESCO. Chính xác. Độ dài đoạn thẳng nối tâm của hai đường tròn cắt nhau tại hai điểm phân biệt luôn. Tổng độ dài hai bán kính của hai đường tròn đó. Minh Anh. Bằng. Nhỏ hơn ạ. Bên trong nguồn điện là những lực mà bản chất không phải là lực tĩnh điện để tách electron và ion dương. Đáp án là lực lạ. Quanh năm buôn bán ở mom sông là nỗi nhọc nhằn của người vợ trong bài thơ nào? Thúy Dương. Thì là thu vợ. Đúng là như vậy của Tú Dương.
Lipid là một nhóm chất có tính chung là kỵ. Minh Đăng. Khí. Kỵ nước mới đúng ạ. Mũi đất nào nằm ở xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên là một trong những nơi đất liền nước ta đón ánh bình minh đầu tiên? Tùy Dương. Kẻ mũi đỉnh. Chính xác, hay còn gọi là mũi đại lãnh. Dầu gan cá nhám, cá thu có nhiều vitamin và... Minh Anh. AB. AD ạ. Phim điện ảnh Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả? Minh Anh. Đoàn Giỏi ạ. Chính xác. Có bao nhiêu cái sắp xếp 5 người vào 5 chiếc ghế cố định khác nhau đặt quanh một bàn tròn? Anh Kiệt. 4 giai thừa. 5 giai thừa mới đúng ạ. How many degrees of 3/4 of the circle? Minh Đăng. 270. Chính xác. Thành phố nào của nước ta là thành phố trực thuộc trung ương duy nhất tiếp giáp với 8 tỉnh? Anh Kiệt. Hà Nội ạ. Đúng là như vậy. Những lực nào chỉ tác dụng giữa các vật tiếp xúc nhau, lực đàn hồi, lực ma sát hay lực hấp dẫn? Anh Kiệt. Lực đàn hồi, lực ma sát ạ. 10 điểm tiếp theo. Đường củ cải có thành phần chính là hợp chất nào? Xin mời Minh Anh. Saccharose ạ. Chính xác. Hai quốc gia dẫn đầu GDP của lục địa Nam Mỹ là những quốc gia nào? Minh Đăng. Brazil, Argentina. 10 điểm cho Minh Đăng. Khăn đội đầu trong bức ảnh này có tên gọi là gì? Đáp án của câu hỏi cuối cùng là khăn mỏ quạ. Và như vậy các thí sinh của chúng ta đã trải qua 36 câu hỏi đầu tiên trong phần thi khởi động. Và hãy cùng xem ai đang có lợi thế về mặt điểm số. Minh Anh đang có 30 điểm. 35 là điểm số của anh Kiệt. Đang sở hữu 45 điểm là Minh Đăng. Và Thùy Dương dẫn đầu với 65 điểm. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Các bạn hãy cùng nhau thật nhanh chóng tìm ra ẩn số của phần thi này ngày hôm nay, gồm có 8 chữ cái và 4 từ ngang gợi ý cho các bạn đã rõ. Người đầu tiên lựa chọn một từ ngang, xin mời Minh Đăng. Em lựa chọn từ hàng ngang số 2 ạ. Hàng ngang số 2 gồm có 4 chữ số. Ngày 28 tháng 1 năm nào là ngày ghi dấu sự kiện Bắc Hồ về nước sau 30 năm tìm đường cứu nước, cứu dân để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam? Minh Đăng và Thùy Dương lựa chọn là 1941, anh Kiệt là 1949 và Minh Anh là 1940. Một sự kiện lịch sử rất quan trọng của Việt Nam chúng ta, ngày 28 tháng 1 năm 1941. Xin chúc mừng Minh Đăng và Thùy Dương, mỗi bạn có thêm một điểm 10. Người tiếp theo lựa chọn một từ ngang, xin mời anh Kiệt. Em chọn ngón số 1. Và Minh Anh đã nhấn chuông. Xin mời Minh Anh đưa ra câu trả lời ạ. Đáp án của em là Việt Minh ạ. Trước khi Minh Anh bấm chuông thì chúng tôi cũng có quan sát Minh Anh có suy nghĩ rất kỹ. Bạn đã lập luận như thế nào ạ? Em dựa vào góc hình ảnh ạ. Và em có thấy là ở trên đấy là Việt Nam độc lập đồng minh ạ. Minh Anh cảm thấy tự tin không với câu trả lời của mình? Em nghĩ là 50-50 thôi ạ. Phần thi vượt chướng ngại vật có phải là một phần mà bạn rất thích trong cuộc thi không? Em cũng khá là thích nó. Bạn có thường luyện tập phần thi này ở nhà không? Dạ có, em cũng hay luyện với anh em. Và thường thì sau bao nhiêu từ ngang thì bạn sẽ ra được từ khóa của chướng ngại vật? Cũng tùy thuộc vào độ khó của chướng ngại vật ạ. Và ngày hôm nay chúng ta mới chỉ trải qua một từ hàng ngang thôi và một góc hình ảnh. Và chỉ mất một hàng ngang để Minh Anh giải ra vượt chướng ngại vật. Xin chúc mừng Minh Anh. Và ở phần thi vượt chướng ngại vật ngày hôm nay, chúng ta nhắc đến từ khóa Việt Minh hay Việt Nam độc lập đồng minh, ra đời ngày 19 tháng 5 năm 1941, nhằm tập hợp mọi lực lượng đoàn kết thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh giải phóng dân tộc.
và Tổng bộ Việt Minh đã xuất bản báo cứu quốc để tuyên truyền giải thích đường lối chính sách của Việt Minh. Đến giữa năm 1945 thì Việt Minh đã có 5 triệu hội viên, và đến khi cách mạng tháng 8 nổ ra với khoảng 5.000 đảng viên cùng với mặt trận Việt Minh, đảng đã lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vâng, và điều quan trọng ở trong phần thi ngày hôm nay, các bạn đã lật mở được ô hình ảnh rất quan trọng đưa chúng ta về nội dung tuyên ngôn của mặt trận Việt Minh, kêu gọi mọi người Việt Nam yêu nước, đứng dậy đánh Pháp đuổi Nhật, giành độc lập cho dân tộc. Và một lần nữa xin chúc mừng Minh Anh là người xuất sắc nhất trong phần thi vừa chiều ngày phần này. Minh Anh đang tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi với số điểm 80, và không biết số điểm của các bạn thí sinh còn lại đang ở mức như thế nào. Đang có 35 điểm là anh Kiệt, sở hữu số điểm 55 là Minh Đăng, 75 là điểm số của Thùy Dương, và đang tạm thời dẫn đầu với 80 điểm là Minh Anh. Chắc là do hơi bị cúng sau vòng khởi động nên là thành ra là cái từ khóa đầu tiên em bấm bị lệch, suy nghĩ bị lệch. Hiện tại thì em vẫn thấy khá là lo lắng bởi vì cái khoảng cách so với bạn về nhì, về ba vẫn không phải là quá xa, nó vẫn chưa phải là một khoảng cách an toàn, và em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt hai phần thi sau. Em nghĩ rằng mình phải làm hết sức mình ở phần thi tiếp theo để có thể lấy lại lợi thế ạ. Có lẽ là mình phải càng liều nhiều hơn nữa. Mỗi ý tưởng các bạn đưa ra thì đều chưa thật sự chặt chẽ, không chắc lắm, rất nhanh ạ. Cơ hội giành 40 điểm vẫn còn ở ngay phía trước các bạn thí sinh. Cách đây chúng mình anh là người xuất sắc nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật. Hiện tại cùng chờ đợi các bạn thí sinh trong phần thi tăng tốc này thể hiện được tốc độ cũng như sự chính xác của mình qua từng câu hỏi. Bây giờ sẽ là cơ hội tăng tốc đầu tiên của các bạn. Các bạn hãy tìm miếng ghép còn thiếu để hoàn thiện bức tranh sau. Cả bốn bạn đều lựa chọn là hình D. Thùy Dương đã trả lời là đáp án D ở 0 giây 58 ạ. Rất nhanh ạ. Và xin được chúc mừng Thùy Dương có thêm 40 điểm, 30 điểm thuộc về Minh Đăng, Minh Anh có 20 điểm và anh Kiệt có thêm 10 điểm. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2 trong phần thi này. Các bạn hãy sắp xếp các hình ảnh minh họa với tên hệ cơ quan ở người tương ứng. Có 3 người đưa ra cách sắp xếp là BDCA, có một đáp án khác là BDAC. Và chúng ta hãy cùng xem đáp án của câu hỏi này là BDCA. Xin được chúc mừng anh Kiệt có thêm 40 điểm, Minh Anh có thêm 30 điểm và Minh Đăng sở hữu thêm 20 điểm. Các bạn thí sinh đang thể hiện khá tốt và chúng ta đang rất ngóng chờ cách các bạn thể hiện ở câu hỏi số 3. Sau đây sẽ là câu hỏi. Các bạn hãy tìm hình thích hợp điền vào dấu hỏi chấm. Trả lời là C là Minh Đăng, Thùy Dương và Minh Anh, và anh Kiệt lựa chọn là hình D. Tôi muốn hỏi Minh Đăng tại sao lại là hình C ạ? Em cũng chưa chắc lắm, em chỉ nhìn cái dấu chấm ở góc trên bên trái thôi ạ. Vậy Thùy Dương thì sao? Em thì lại nhìn ở cái hình thứ ba, cái có dấu chấm thì em lại nhìn theo cái đường đi lên và đi xuống ạ. Nên là em nghĩ là C, chứ cũng không chắc lắm. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là từ trái sang phải nếu xoay hình đầu tiên 90 độ theo chiều kim đồng hồ, chúng ta sẽ được hình tiếp theo. Và tương tự với các hình còn lại trong dãy, chúng ta sẽ tìm được hình cần tìm là hình A. Rất tiếc là không có bạn thí sinh nào giành điểm trong câu hỏi vừa rồi.
Tuy nhiên, cơ hội giành 40 điểm vẫn còn ở ngay phía trước các bạn thí sinh. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4 trong phần thi này. Đây là quốc gia nào? Thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam là quốc gia sở hữu những di sản được UNESCO công nhận hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới, và đó chính là nước Ý, Italia. Chúng ta hãy cùng xem các bạn thí sinh ai là người đưa ra câu trả lời nhanh nhất. Như vậy, Minh Anh là người xuất sắc giành được 40 điểm, anh Kiệt có thêm 30 điểm và Minh Đăng có thêm 20 điểm. Đã đến lúc chúng ta cùng xem họ đang có bao nhiêu điểm trước khi về đích. Anh Kiệt có 115 điểm. Đó cũng là điểm số của Thùy Dương. Đang sở hữu 125 điểm là Minh Đăng. Và dẫn đầu với 170 điểm là Minh Anh.